Xin chào các bạn, rất vui được chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức Tử Vi ngày mới hôm nay. Lời đầu tiên thì thay mặt Kiến thức Tử Vi chúng tôi xin gửi tới các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn các quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và cùng đồng hành với Kiến thức Tử Vi chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về vận mệnh và tài lộc của 12 con giáp trong năm Tân Sửu 2021, về vận trình ngày mới, công danh sự nghiệp, tài lộc, tình duyên của 12 con giáp trong năm Tân Sửu này sẽ ra sao, con giáp nào gặp những điều may mắn nhất và những con giáp nào sẽ phải đối diện với những điều xui xẻo nhất, và trong chuyện công danh tài lộc sẽ biến động như thế nào. Thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng Kiến thức Tử Vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Về xem vận mệnh, tài lộc, tình duyên, gia đạo của 12 con giáp trong năm Tân Sửu 2021. Với trong năm Tân Sửu 2021 này thì nổi trội nhất đó là con giáp người tuổi Dậu. Đối với Dậu, trong năm Tân Sửu này thì tình tiền đều khởi sắc, người tuổi Thìn tài vận kém hơn một chút. Về năm mới đã đến, ai cũng mong muốn mình khỏe mạnh, gặp nhiều điều may mắn. Và hãy cùng xem tử vi của 12 con giáp trong năm Tân Sửu 2021 sẽ dự kiến và dự đoán vận mệnh tài lộc của 12 con giáp ra sao. Và các bạn thân mến, thứ nhất đó là con giáp người tuổi Tý. Theo tử vi dự báo thì trong năm Tân Sửu 2021 đối với người tuổi Tý có sự nghiệp gia tăng rất đáng kể về tài lộc. Tuy nhiên thì mọi thứ đều có lộ trình và từ từ, lộc lá không đến quá nhanh đối với bạn. Và trong mùa xuân thì Tý hoàn toàn có thể tin tưởng về tình hình tài chính được cải thiện. Nếu là người làm ăn kinh doanh thì sẽ mở rộng thị phần, kiếm được nhiều hợp đồng béo bở hơn. Còn người làm công ăn lương thì có khả năng lớn được xếp trên tin tưởng, giao những trọng trách và thăng chức tăng lương. Vào khoảng giữa năm, từ tháng 6 đến tháng 8 dương lịch thì nên thận trọng trong công việc. Càng về cuối năm càng hanh thông may mắn hơn và luôn gặp gỡ quý nhân tích cực theo đuổi, đam mê và chăm chỉ. Bạn sẽ gặt hái được những thành tựu to lớn và đạt được nhiều điều mình mong muốn. Và các bạn thân mến, thứ hai đó là con giáp người tuổi Sửu. Sửu thì trong vận trình tài lộc của Sửu phân thành nhiều giai đoạn trong năm Tân Sửu này, với nửa đầu năm cho thấy thì dù muốn làm ăn lớn thì cũng khó vì bạn không gặp thời và kém may mắn, nhưng nửa cuối năm thì tài lộc sẽ được cải thiện, ăn nên làm ra hơn, sự mong đợi và chẳng phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên thì người cầm tinh con trâu ở trong năm Tân Sửu này hãy nên đề phòng hạn về sức khỏe là chính, vì vậy nên phải chăm lo sức khỏe cho bản thân mình nhiều hơn. Về thứ ba đó là con giáp người tuổi Dần. Với trong năm Tân Sửu 2021 thì những người cầm tinh con hổ sẽ có sao tốt chiếu mệnh nên mọi việc đều thuận lợi và suôn sẻ. Và nhờ quý nhân giúp đỡ nên con giáp này đi đâu cũng có thần hộ mệnh. Vì vậy mà tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Tuy nhiên khi đã có tiền thì bạn phải nên lên một kế hoạch chi tiêu hợp lý, có thể giúp đỡ cho người nghèo để tích lũy công đức cho bản thân lẫn gia đình. Nhìn chung chỉ cần nắm bắt cơ hội và tích cực làm ăn, siêng năng thì bạn sẽ có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Với người tuổi Dần thì trong năm sẽ không bệnh tật nên họ rất hài lòng với những gì mình đang có. Còn về tình duyên thì tuổi Dần trong năm Tân Sửu cực đào hoa, nếu là người độc thân thì sẽ có khả năng lớn tìm được người tâm đầu ý hợp, ngọt ngào và viên mãn. Về thứ tư đó là người tuổi Mão. So với năm ngoái 2020 thì năm Tân Sửu 2021 này tuổi Mão có tài lộc tổng thể khả quan và cải thiện hơn nhiều.
Điều này có lợi trong việc đầu tư phát triển về tài chính hay mở rộng doanh nghiệp mới. Tuy nhiên thì do trong năm tuổi Mão ít gặp sao may mắn, có hung tinh chiếu mệnh, nên lời khuyên cho bạn là nên đề phòng bị lừa gạt trong vấn đề tiền bạc. Còn trong chuyện tình cảm, hãy đề phòng tiểu nhân phá hoại khi mà gặp việc không tốt đẹp. Bạn nên thận trọng đưa ra những quyết định. Còn về sức khỏe thì nữ giới nên đề phòng bệnh về phụ khoa, còn nam giới nên chú ý về gan thận là chính. Về thứ năm là đối với người tuổi Thìn. Đối với người tuổi Thìn, trong năm Tân Sửu 2021 thì theo tử vi ngày mới cho biết, Thìn trong năm Tân Sửu này tài vận kém. Người cầm tinh con rồng nên chú ý những vấn đề có liên quan như trộm cướp, tiêu xài hoang phí. Ngoài ra thì người tuổi Thìn nên đề phòng chuyện vay mượn ở bạn bè, không nên đầu tư quá đà, kẻo rước họa vào thân. Còn về sức khỏe thì Thìn hãy đề phòng va chạm, cần chú ý bệnh dạ dày lách. Nhìn chung năm 2021 đối với người tuổi Thìn phải tu dưỡng tâm tính khiêm tốn, điềm đạm trong giao tiếp với người khác phái và luôn giữ bình tĩnh, không nên quyết định bốc đồng trong việc đầu tư và quản lý tài chính của mình. Bạn cần chứng tỏ về bản thân vững vàng trong sự nghiệp và đừng bị ảnh hưởng những yếu tố bên ngoài xã hội. Về thứ năm là đối với người tuổi Tỵ, với trong năm Tân Sửu 2021 thì tổng tài lộc của Tỵ ở mức bình thường, không đột phá, dù có quý nhân phù trợ nhưng chẳng thỏa mãn được sự hài lòng của bạn, và bạn dễ tạo một áp lực cho bản thân mình, trở nên kiệt quệ trong việc tìm kiếm sự giàu sang phú quý. Và theo tử vi ngày mới khuyên rằng trong năm Tân Sửu 2021 này thì người cầm tinh con rắn nên chăm chỉ làm việc, sống hợp lý và khoan dung nhiều hơn để giải quyết các vấn đề xung đột trong giao tiếp. Đồng thời, việc này cũng mang lại nguồn năng lượng tích cực cho bạn làm việc tốt hơn trong cuộc sống. Về thứ bảy là với người tuổi Ngọ, theo tử vi dự báo thì trong năm Tân Sửu 2021 này, người cầm tinh con ngựa rất dễ bị nói xấu và đối xử không tốt, khiến cho bạn bị mệt mỏi và có thể bị tổn thương về tinh thần. Vì vậy, tuổi Ngọ nên chú ý hơn đến những chuyện đúng sai, xử lý tốt các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, đừng để xảy ra tổn thất lớn về sự nghiệp. Đôi khi chỉ vì hành động nhỏ mà bạn có thể mất của mất cải vào những tháng ở mùa thu. Hãy chú ý hơn đến vấn đề về tài lộc là chính. Hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói và những hành động của mình. Nếu không cẩn thận, rất dễ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Và lời khuyên cho người tuổi Ngọ là hãy tích cực tạo dựng những mối quan hệ làm sao tốt đẹp hơn, tích cực làm những việc thiện để biến hung thành cát trong năm Tân Sửu này. Về thứ 8 là với người tuổi Mùi, theo tử vi của 12 con giáp trong năm Tân Sửu dự báo rằng người tuổi Mùi trong năm này có khả năng lớn được thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào. Dù đang trục trặc thế nào nhưng nhất định bạn sẽ tìm ra cơ hội để đổi đời và quý nhân phù trợ, với mọi việc đều suôn sẻ. Tuy nhiên thì Mùi nên biết cách nhìn xa trông rộng khi mà giải quyết công việc. Bạn phải học cách thận trọng và bình tĩnh. Về sức khỏe thì Mùi trong năm này phải có tinh thần tốt, tư tưởng thoải mái thì cuộc sống mới dư dả hơn. Thứ 9 là về tuổi Thân. Với những người tuổi Thân, ở trong năm Tân Sửu 2021 thì được dự báo quý nhân phù trợ, lãnh đạo rất quan tâm và dự kiến sẽ được thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Nhưng trong năm Tân Sửu, Thân rất dễ xảy ra nhiều mâu thuẫn với bạn bè và đồng nghiệp, và bạn nên phải vững vàng, thận trọng ở lời ăn tiếng nói và việc làm trong thường ngày. Hãy chú ý mọi lúc mọi nơi, không nên quá khích, nên phải giữ thái độ chừng mực ở trong chuyện cư xử để mang đến lợi lộc cho bản thân mình. Nói chung là tuổi Thân nên tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp thì cuộc sống sẽ được khởi sắc hơn trong năm Tân Sửu này. Về thứ 10 là đối với người tuổi Dậu. Theo tử vi ngày mới dự báo thì tuổi Dậu vô cùng may mắn và suôn sẻ trong năm Tân Sửu 2021. Không chỉ sự nghiệp phát triển
mà gia đình hòa thuận rất ấm êm. Nếu tập trung vào công việc, nhiệt huyết theo đuổi đam mê, thì bạn sẽ biến mọi giấc mơ thành hiện thực và cuộc sống sẽ trở nên giàu sang phú quý. Và các bạn thân mến, về 11 là với người tuổi Tuất. Với người tuổi Tuất thì tài lộc của Tuất trong năm Tân Sửu ở mức bình thường. Trong năm này, bạn sẽ gặp may mắn với các mối quan hệ tốt ở xung quanh và giúp bạn nâng cao về vận trình tài lộc. Đôi khi thì có những biến động và thách thức thì bạn cũng nên giữ một thái độ tích cực hơn để hướng về tương lai tươi sáng. Và các bạn thân mến, về 12 là đối với người tuổi Hợi. Tuổi Hợi thì về vận trình tài lộc của người tuổi Hợi trong năm Tân Sửu 2021 này có phần khởi sắc hơn so với năm 2020, không chỉ sự nghiệp thăng tiến mà có thể sắm sửa nhà cửa, gia đạo thuận hòa, tích cực thực hiện các kế hoạch. Càng bận rộn thì bạn càng thành công trên con đường công danh và sự nghiệp. Và năm Tân Sửu 2021 nên mặc nhiều màu vàng, màu đỏ hoặc màu xanh lục, không nên mặc màu đen. Hãy nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng thức khuya, nếu không sẽ gây bất lợi cho sức khỏe toàn diện của bạn. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.